Xin chào anh chị. Hôm nay mình giới thiệu cho anh chị một cái quỹ đất nằm trên cái mặt đường đây. Mặt đường này là mặt đường tránh trạm thu phí của xã Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước anh chị nhé. Đây cái mặt đường này hôm nay người ta mới làm mặt bằng xong. Từ đây người ta sẽ đổ nhựa anh chị nhé. Con đường này đi thẳng ra là chợ Cầu 2, quốc lộ 14. Đúng rồi. Rồi, tới kia là có một ngã ba người dân ở đây người ta gọi là ngã ba Bằng Lăng. Và quẹo tay phải thì mình thì là vào công ty nhà máy cao su, tránh trạm thu phí. Và quẹo tay trái là ra trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 Đồng Tiến, quốc lộ 14 và trạm thu phí Đồng Tiến luôn anh chị nha, ủy ban Đồng Tiến luôn. Rồi, còn cái đất trước mặt mình đây là có 40 mét mặt đường đất cao su anh chị nha. Đây, bây giờ mình vào đất cho anh chị coi. Kia đấy cột xi măng, cột xi măng trước đất. Dạ, cột xi măng trước đất nha anh chị nha. Đó. Bây giờ tôi sẽ tiến vào đất cho anh chị coi. Đất này là diện tích là 1 mẫu 2 anh chị nhé, 1 mẫu 2. Đó. Ở bên cạnh nó có một cái nhà dân người ta ở này, nhà dân này người ta cũng bán luôn. Nếu anh chị nào muốn được cái mặt tiền này rộng ấy, thì mua thêm cái nhà dân này. Nhà dân này được đâu là được mười mấy 20 mét mặt đường nữa đấy anh chị ạ. Cái đất của mình thì bao trọn cái đất của người ta luôn, cái nhà này luôn nhé. Đây, chỗ nào phần nào cao su là của mình anh chị nhé. Đó, cao su là của mình. Đằng sau mình có một cái suối nhỏ. Đúng rồi, đằng sau mình có một cái suối nhỏ anh chị nhé. Đó, chỗ nào cao su là của mình anh chị nhìn thấy không ạ? Cái bụi tre với cái nhà đó là đất mình bao bọc luôn, bọc luôn. Giờ tôi sẽ quay cho anh chị coi. Bọc luôn, bọc cái nhà này luôn anh chị nhé. Thì cái nhà này theo tôi ước lượng, ước tính là khoảng chừng bao nhiêu ta? Khoảng chừng 15-16 mét mặt đường á. Đấy, nếu anh chị mà muốn có mặt đường thì mua thêm cái nhà này nữa là ok anh chị nhé. Đó. Đó, bên này lại là đất của mình nữa này. Đó, đất của mình bên này thêm mặt đường nữa nhé. Đất của mình nó có tận 40 mét mặt đường lận. Đó, bên này 20 mét, bên kia 20 mét là 40 mét anh chị nhé. Bao trọn cái đất của cái nhà này luôn. Rồi, đó, mình quay lại một lần nữa. Bên kia là đất của người ta, không phải của mình. Của mình cứ chạy theo dọc xuống dưới đây thôi. Đó. Đó. Của mình chạy dọc dưới đây và nở hậu ra. Nó một mẫu hai lượng cơ. Đó. Thì đất của mình thì nó cách quốc lộ 14 khoảng 2 cây. Cách trường cấp 1, 2, 3 khoảng cây 6, cây 7 gì đó. Đó. Sổ đỏ chính quy anh chị nhé. Chính chủ luôn. Đó. Ở đây mình đang bán là giá là 4 tỷ anh chị nhé. 4 tỷ. 4 tỷ một mẫu 2 này. Rất rất là đẹp, bằng phẳng anh chị ha. Đó. Đó. Rất bằng phẳng nha. Từ đây lưu thông về thành phố Đồng Xoài hết khoảng chừng 15 phút xe. 10 đến 15 phút xe anh chị nhé. Vì nó gần ủy ban Đồng Tiến rồi. Thì chỉ 10 đến 15 phút xe. Đó. Sau có cái suối. Đó. Sao ta? Bên cao su non kia. Đến mấy cây điều vẫn là của mình nhé. Đến mấy cây điều vẫn là của mình. Làm sao mà đủ 1 hectare này được. Đó. Đó đó đó. Mấy cây điều ven ven đó. Kết thúc của mình là ở đó. Kết thúc mình là ở cái hàng cao su non của người ta. Hàng cao su non bên kia là của người ta. Đó. Còn mình từ mấy cây điều hất về đây là của mình. Đó chị nhé. Đó. Đó. Anh chị thấy không ạ? Đó. Mình thử chạy ra suối xem. Ở đằng sau này có một cái suối anh chị nha. Sau này có cái suối. Đất này thì tương đối là đẹp. Theo mình là view là đẹp nhé. Còn địa hình thì bằng phẳng. Đó. Thì chỉ có cái mặt tiền kia 40 mét rồi, giờ mua thêm khoảng 17-18 mét của nhà kia nữa là thành mặt tiền của mình hết. Mấy chục mét mặt đường nữa là cái giá trị đất nó khác. À, giá trị đất nó khác nha chị nha. Bên kia có nhà dân luôn, nói chung là nhà dân ở xung quanh đất của mình. Nhà dân ở xung quanh đất của mình nha. À, đó. Cái nhà vừa mình nói, nhà đó có thổ cư luôn đấy. Nhà đó có 100 mét thổ cư thì phải. À, suối này có nước anh chị nhé.
có nước nhé. Đó. Rồi. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ đăng ký kênh của công ty đầu tư phát triển CVT Land để nhận được những video mới từ chúng tôi, và điện thoại liên hệ với chúng tôi là 0918645130. Xin cảm ơn anh chị nhé.